tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, chiều 13 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và công bố vận hành một số phân hệ của hệ thống báo cáo chính phủ. Tại hội nghị, các đại biểu từ các điểm cầu được nghe báo cáo sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia và giới thiệu về hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Theo đó, tính từ thời điểm khai trương đến nay, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đưa vào vận hành hệ thống thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính thừa thiên huếch. Thực hiện dịch vụ công. Tổng số hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng dịch vụ công quốc gia là 13.681 hồ sơ. Đối với công tác chuẩn hóa, công khai thừa thiên huếch, các bộ, ngành, địa phương, đã chuẩn hóa, công khai 6.956 thừa thiên huếch cắt giảm, bãi bỏ 544 thừa thiên huếch hết hiệu lực trùng lập. Hội nghị cũng, được xem trải nghiệm của người, dùng trên cổng dịch vụ công quốc gia trong các lĩnh vực thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nộp thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, nộp thuế doanh nghiệp, thuế môn bài hủy và khai bổ sung hồ tờ khai hải quan. Về hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, đây là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo chính phủ đã tích hợp 19 chế độ báo cáo của 10 bộ, cơ quan, tài chính, kế hoạch, và đầu tư, y tế, giao thông vận tải, tài nguyên, và môi trường, công thương. Thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, bảo hiểm xã hội Việt Nam, văn phòng chính phủ. Bước đầu cung cấp thông tin hàng ngày trong một số lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Báo cáo cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương cũng như nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong chủ động triển khai cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời mong muốn các đơn vị địa phương không dừng lại ở những kết quả đạt được mà phải tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp khi sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia thủ tướng chính phủ đề nghị cần tiếp tục tập trung giả soát cắt giảm thừa thiên huếch đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến thường xuyên cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ đã tích hợp cung cấp trên cổng các bộ ngành địa phương tiếp tục chuẩn hóa thông tin dữ liệu thừa thiên huếch đảm bảo công khai minh bạch phối hợp bảo đảm ổn định, an ninh, an toàn của hệ thống, không để lộ lọt thông tin. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công. Đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo. Thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, sớm hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đ. N tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại